Kính thưa quý vị, hôm nay vào ngày 30 tháng 5 2020 dương lịch, nhằm ngày 8 tháng 4 2020 âm lịch Canh Tý, chúng tôi xin được thông tin chia sẻ đôi nét hình ảnh sơ kết về việc xây dựng chùa Hiệp Hòa Tự Phật Giáo Hòa Hảo. Chùa Hiệp Hòa Tự khởi công vào ngày 25 tháng 2 năm 2017 và hoàn thành vào ngày 25 tháng 2, 2020. Lẽ ra đã được khánh thành sau Tết Canh Tý, nhưng vì ảnh hưởng chung dịch Covid-19 cho nên đến hôm nay còn chờ đợi. Kính thưa quý vị, đứng phía trước là một cổng chính, gần đó là một cổng phụ. Chiều dài hàng rào chùa được biết dài 52m, trông rất đẹp. Thân ái mến chào vị lãnh đạo cùng các bạn. Cổ nhân đã từng dạy: mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tiên. Hôm nay cũng nhân ngày 30 tháng 5 năm 2020, cũng nhằm ngày mùng 8 tháng 4 năm nhuần, năm Canh Tý, thì mình cũng xin được phép thông tin chia sẻ đôi nét về hình ảnh cũng như xây dựng chùa Hiệp Hòa Tự. Để đáp ứng nguyện vọng tín ngưỡng tâm linh của tín đồ và để góp phần thể hiện phát huy giá trị đạo đức, tinh hoa, văn hóa của dân tộc và nhằm để thúc đẩy các hoạt động từ thiện xã hội, đem lại cái phước lợi cho nhân sinh, được sự cho phép của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Xây dựng An Giang và đồng thời Ủy ban Nhân dân huyện về việc cho phép xây dựng lại chùa Hiệp Hòa Tự tại tọa lạc tại ấp Hiệp Hưng, xã Hiệp Sương, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang. Và lễ khởi công được vào ngày 25 tháng 2 năm 2017 và hoàn công vào ngày 25 tháng 2 năm 2020. Lẽ ra thì chùa đã được tổ chức đã khánh thành sau Tết, nhưng vì ảnh hưởng chung về tình hình dịch Covid-19, thế nên chùa giờ đây cũng đang trông chờ, trông đợi. Xin mời quý vị bắt đầu tiếp tục theo dõi. Bước vào bên trong sân chùa cũng khá rộng, có hoa kiển trưng bày khá sinh động. Quay thẳng vào ngôi chùa, chúng ta thấy với kiến trúc khá độc đáo, nổi bật lên nét văn hóa tâm linh. Hình thức chùa sàn cao ráo và mát mẻ. Mời quý vị vào bên trong chánh điện. Chùa được xây dựng theo mô hình chùa An Hòa Tự, tức chùa thầy. Được sắp xếp các ngôi thờ cũng giống y như ngôi chùa thầy. Tất cả gồm 9 ngôi. Trước hết là chánh điện. Kính thưa quý vị, đây là ngôi thờ thứ hai, cũng là ngôi thờ của Đức Phật Di Lặc. Các ngôi thờ này đặt vị trí cũng y như là ở chùa An Hòa Tự, quý vị, chùa thầy của mình. Tiếp tục đến ngôi thờ số 3. Ngôi thờ này là ngôi thờ của Đạt Ma Tổ Sư. Các khuôn thờ rất là đẹp, quý vị, cũng do các mạnh thường quân để mà cúng hỷ.
Đặt ngôi thờ này cũng y như là ở chùa thầy. Các vị ở trong ban quản tự cũng đã đến ngôi thờ tiếp theo là ngôi thờ thứ tư. Ngôi thờ này là ngôi thờ của Quan Âm Nam Hải. Và các thành viên cũng đã được mời vào phía bên trong. Kính thưa quý vị, hai bên chân dung Đức Thầy thì cũng có hai câu liễn quý vị. Kính thưa quý vị, đó là hai câu liễn với tên là Ta Thừa Dân Sắc Lịnh Thế Tôn. Khắp hạ giới truyền khai đạo pháp, quý vị, hai câu liễn. Quý vị, các thành viên đang làm lễ tại ngôi thờ Đức Phật Tại Trang và đang đảnh lễ. Đây là ngôi thờ số 5, ngôi thờ của Đức Phật Tại Trang, quý vị. Hai bên cũng có hai chân dung của Đức Thầy. Kính thưa quý vị, chân dung Đức Thầy mặt sau cũng có một chân dung Đức Thầy hình tướng cũng rất là trang nghiêm và đẹp. Các thành viên đang làm lễ quý vị. Kính thưa quý vị, giờ đây chúng tôi cũng đã đến ngôi thờ số 6 là ngôi thờ Cụ Quyền, quý vị. Mỗi ngôi thờ thì có một tấm liễn chân thờ rất là đẹp, quý vị. Được biết là mỗi tấm liễn là do một vị mạnh thường quân đăng ký. Mỗi một ngôi thờ là một vị thành viên đăng ký để làm tấm liễn này, quý vị. Và các thành viên trong chùa đang làm lễ. Đến ngôi thờ Đức Ông và Đức Bà, xin được chia sẻ cái duyên ngôi thờ này. Cách đây trên dưới 70 năm, chùa Hiệp Hòa Tự cũ được Đức Ông thăng sinh của Đức Thầy đặt tên và định vị các ngôi thờ lúc bấy giờ. Nhờ ân đức này, ban tổ chức mới xin ý ban trị sự trung ương cho phép đặt ngôi thờ Đức Ông và Đức Bà để tưởng nhớ công đức của người. Đến ngôi thờ Đức Ông Đức Bà, ngôi thờ số 7, mình cũng xin phép thông tin đôi nét. Sở dĩ mà ngôi chùa này có được cái diễn phúc thiết lập thêm một ngôi thờ Đức Ông và Đức Bà là cũng vô cái duyên. Từ ngay từ cũ, cách đây trên 70 năm là Đức Ông đã có đến và đặt cái tên chùa cũ là Hiệp Hòa Tự và định vị các ngôi thờ lúc bây giờ. Thế cho nên khi mà lập chùa mới rồi thì ban tổ chức cũng xin ý với trung ương để mà thiết lập ngôi thờ để tưởng nhớ tên công đức của Đức Ông và Đức Bà, cũng xin thông qua. Chúng tôi đã đến ngôi thờ số 8, quý vị. Ngôi thờ này là ngôi thờ Hậu Pháp. Ngôi thờ này đối diện với chánh điện phía trong. Lý do là khác với ngôi chùa thầy là tại vì phía trước chùa Hiệp Hòa Tự lại có bàn thông thiên phía trước rồi, nên đặt ngôi thờ Hậu Pháp phía trong. Mời quý vị xem nhé. Và các thành viên đang làm lễ cúng, quý vị. Kính
thưa quý vị, phía trước điện thì cũng có bốn bốn vật cổ mà cũng do các vị mạnh thường quân ban tặng để trước chánh điện. Đây cũng như là những chiếc bình bằng cây sơn màu cũng rất là đẹp quý vị. Anh Phạm Nhân Đưa cũng đang đứng gần đấy. Đây là dùng từ là kêu bằng bình gì anh Ba Đức? Này cái lục bình. Bình lục bình hả? Lục bình. Hiểu. Vậy đó hả? Hai bình cặp bên hai bên. Hai bên thì chật nhà bốn cái đó gì. Thông tin chia sẻ thêm là trước đối diện với chánh điện phía trên mình trang trí bốn bức tranh có nội dung là từ bi thị xã cũng là tứ vô lượng tâm của Đức Phật để mà nhắc nhở nói theo đó mà chúng ta hành theo chứng hành Phật để thành Phật. Thứ đến là mình xin giới thiệu ba bức tranh kế đó là tính nguyện hành. Đây là cái ba cái nguyện hạnh mà chúng ta cần phải hành cũng như kiền ba chân. Mình muốn đạt được đạo thì cần phải có một cái mà phương pháp hành. Đây là những cái pháp hành mà cốt lõi nhất mà chúng ta cần phải quán triệt thực hành. Tiếp theo đây mình cũng xin giới thiệu ba bức tranh phía sau là giới định huệ. Đây phải nói là ba cái tâm học. Tâm học, giới định huệ như kiền ba chân. Người hành đạo cần phải trước tiên là giới. Phải có giới, giới tê tịnh rồi thì mới định, mà tâm được định thì phát huệ. Đây coi như là cái kiện ba chân mà người hành đạo cần phải quán triệt để thực hành. Mình cũng xin cần giới thiệu thêm về chân dung của Đức Thầy. Đây là một cái chân dung lớn nhất ở trong chùa được trang trí ngay chính giữa hai mặt và được một đồng đạo tên là Trần Thị Kim Hoa ở thị trấn Phú Mỹ thị nguyện cúng dường. Bên cạnh đó thì hai bên bàn thờ, hai bên ghế nghi là có trưng bày cái cặp đôi đèn. Cặp đôi đèn này thì cũng được vài đồng đạo hợp tác nhau cúng dường và chiều cao là 2m4. Phải nói là đôi đèn này tất cả quý vị đồng đạo đến đây tham quan cũng nhiều quan hệ và tâm đắc đôi đèn này. Kính thưa quý vị, hiện tại chúng tôi đã đến ngôi thờ Bàn Không Thiên phía ngoài đó quý vị. Ngôi thờ Bàn Thiên thì hai bên đều có kiển hoa trưng bày rất là đẹp. Bên trái cũng hai con thiên nga, bên phải cũng hai con thiên nga. Mà thiên nga phía bên phải gần đây nó bị cây nó bị bệnh quý vị. Thành ra các vị trong chùa đã che để mà trị bệnh cho cây kiện đấy. Vậy hiện tại chúng tôi đang đứng gần phía trước cổng. Đây là cây bồ đề, các thành viên cũng đứng xung quanh. Cây bồ đề gốc rất là cổ thụ quý vị, cũng rất là đẹp, giá trị rất là cao. Do một mạnh thường quân tên là Dũng, mà Dũng của ông Ba Sư, Dũng con Ba Đực, cháu ông Ba Sư, cũng là một cái vị có tiếng ở xã Hiệp Sơn quý vị. Kính thưa quý vị, sân chùa cũng được sử dụng phơi thuốc quý vị. Thì cũng có các vị thành viên dùng sân chùa để phơi thuốc cho các nhà thuốc. Thuốc được phơi đầy sân hết bây giờ. Và trước mặt chúng tôi đây là cái hội trường. Hội trường của ban trị sự để làm việc quý vị. Tổ chức những chương trình thuyết giảng nào đó quý vị. Quý vị nhìn thấy ha.
Kính thưa quý vị, trước mặt hội trường cũng có các tấm liễn. Phía bên trái chúng tôi nhìn thấy được tấm liễn nó đặt là Từ Bi. Chính giữa thì là Trí Tuệ. Phía bên phải đó là Dũng Lực. Các câu liễn cũng là những cái lời nhắc nhở cho chúng ta hành đạo thôi. Vậy là chúng ta trở vào bên trong hội trường, hiểu không quý vị? Đến nhà ăn, trước khi qua nhà ăn thì mình cũng thông qua cái tầng trệt của chùa. Thật ra thì đối với chùa này có nét đặc biệt, nó khác hơn cái chùa Ông Bà Tự là có tầng trệt. Phải nói là đây là phải nói là cái đặc thù của cái chùa này hơn bao nhiêu chùa khác. Tầng trệt này nó khá đặc biệt, là rất thoáng mát vô cùng. Thì nhằm lúc mà trời nắng gay gắt cỡ nào ở ngoài 36, 37 độ vô trong này vẫn mát lạnh như thường. Và khách tham quan tường tới lui ở đây họ rất là tâm đắc và phải quan hỷ như cái vẻ đẹp và cái nét mặt phóng mát này. Rồi có đầy đủ những nơi nghỉ ngơi, nào là giá giảm là trên dưới 20-30 cái. Do vậy mà khách đến đây họ rất là chịu cái cảnh mát lạnh. Kính thưa quý vị, giờ đây đoàn quay phim của chúng tôi cũng được đến nơi bàn để ngồi uống nước. Thì lúc này tôi thấy thì tất cả anh em chú bác mình tham dự cũng rất là đầy đủ. Đặc biệt hơn nữa thì buổi tham dự hôm nay có anh họa sĩ Long Tứ. Ảnh là một vị khách đến đây. Thì đây là một vị khách cũng khá đặc biệt quý vị. Xin mời anh Long Tứ có đôi lời phát biểu cảm nhận của anh khi đến chùa. Kính mời anh có đôi lời. Kính thưa cô bác hiện diện hôm nay, thì thật ra thì lúc trước thì cách đây vào 23 năm tôi đến đây dùng đất này là quan vắng, và ngôi chùa cái phần sau trước chùa nước ngập họp hẹp, mà trải qua không bao lâu mà cái công trình được nhà nước chính phủ ban tư giới cho phép xây dựng là cũng 3 năm mới hoàn thành. Tôi đến đây thì khung cảnh rất là khang trang, ngôi chùa đẹp, tạo lối đi thông thoáng và có nhiều nét mỹ quan sâu lắng. Rồi cái đó thì ban trị sự, ban quản tự anh em đồng đạo thì tiếp khách rất vui vẻ, làm cho tôi có một tâm đắc lưu luyến nhớ mãi mãi. Và vẻ đẹp hơn nữa là anh em đoàn tụ và có một cái tình cảm tôi không thể nào quên. Mời cô bác và anh chị em có dịp đến đây để viếng chùa Hiệp Hòa Tự ở xã Hiệp Sương, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang. Kính thưa quý vị, hiện tại thì chúng tôi cũng vẫn tiếp tục uống nước, chú bác cũng đang uống nước. Và trong cái buổi hôm nay thì chúng tôi cũng được thấy là có anh Phạm Văn Đưa, anh là trưởng ban trị sự xã Hiệp Sương.
cũng là trưởng ban quản tự chùa Hiệp Hòa Tự. Chúng tôi thiết nghĩ thì cái thành quả mà thành công được lúc xây dựng và đã hoàn thành đó thì trong các anh em trong ban thì rất là mừng. Thì hồi sẵn dịp hôm nay gặp anh trưởng ban đó, thì chúng tôi cũng xin mời anh nói lên cái cảm nhận thành tựu của mình khi đã thời gian đã xây dựng và thành công. Thì kính mời anh Phạm Nhân Đương. Kính thưa quý vị, tôi tên là Phạm Nhân Đương, trưởng ban trị sự xã Hợp Xương. Qua thời gian xây dựng cái ngôi chùa mới suốt thời gian là 3 năm tới nay đã hoàn thành, thì mình nhận thấy là cái sự góp sức của các vị mạnh thường quân, các đồng đạo đồng xây dựng ngôi chùa thật là khang trang tốt đẹp. Thì qua thời gian xây dựng đó nó hoàn thành thì cái nỗi niềm vui mừng không thể kể xiết là bao nhiêu cái công sức của toàn thể bà con từ trong xã ngoài xã đã đến đây góp sức. Thì hôm nay cái ngôi chùa được hoàn thành thì trước hết tôi phải nói là xin cảm ơn các vị mạnh quân, các nhà hảo tâm đã đóng góp cho ngôi chùa được hoàn thành. Thì chúng tôi xin chân thành cảm ơn toàn thể quý vị. Và ngôi chùa hôm nay thì cũng có những cái điểm là tốt đẹp khang trang, thì cũng mời tất cả quý vị mình nghe tiếng được cái chùa Hiệp Hòa Tự ở Hiệp Xương thì mời đến tham quan một lần để cho mình biết. Cảm ơn. Kính thưa quý vị, hiện tại chúng tôi đứng trước nơi đây là nhà ăn quý vị ơi. Vào chờ phía trong luôn. Nơi đây cũng để dành để mà khi mà có khách đông á, chúng ta sẽ dọn bàn ở đây mà đãi cho bà con mình ăn. Cũng thiết kế hết sức là chu hay. Nơi đây là cái tủ để mà chứa đựng những cái vật liệu của ban hậu cần quý vị. Ly, gối, mùng mền đầy đủ. Trong đây thì cũng có cái nơi làm việc của ban trị sự. Nơi đây cũng là nơi tạm thôi quý vị. Bởi vì hiện tại còn xây dựng thêm nơi làm việc của ban trị sự xã Hiệp Xương phía trước, nhưng mà chưa kịp xây dựng nên tạm thời làm ở đây là cái nơi làm việc tạm. Trong ban trị sự xã Hiệp Xương thì cũng được biết là tới 9 thành viên quý vị, 9 thành viên trong ban trị sự. Thì chúng tôi vẫn thấy là anh trưởng ban trị sự xã Hiệp Xương là anh Phạm Nhân Đưa đang viết giấy cảm tạ cho một bà con mạnh thường quân đó quý vị. Cũng có bàn làm việc riêng. Tiếp theo thì chúng tôi cũng nhận thấy là chú Đồng Quốc Sử là thành viên của ban trị sự cũng quản lý đánh văn thư, văn kiện nói gì, đánh máy, quản lý bộ vi tính. Chú cũng lớn tuổi nhưng mà cũng đã học qua khóa vi tính ở tại ban trị sự trung ương đó quý vị, thành ra cũng làm việc được quý vị. Năm nay chú nhiêu tuổi rồi? Nay 82 tuổi. Ồ, 82 tuổi mà làm việc đánh máy văn thư rồi được hả? Dạ, mình cũng cố gắng làm, thích. Dạ. Dạ. Thấy. Vậy là các văn thư, văn kiện, giấy tờ là do chú làm không hả chú? Dạ. Quá hay ta. Những cái
cái danh sách mà mạnh thường quân cúng tiền hiện vật và nó thì do tôi đánh để lên bản vàng đó. Dạ. Khoảng cả 7-8 ngàn hộ. Ồ, như vậy thì đây là một vị cũng có tài năng. Dạ, trên dưới là hơn 3 năm rồi mà. Dạ, thôi. Như vậy thì cũng phải nói là cầu chúc cho các anh các chú trong ban trị sự mình mạnh khỏe để làm việc tiếp tục cho tới lúc nào mà mình làm hết nổi thôi. Chứ đây là những thành viên rất là quan trọng giúp ích cho ban trị sự. Tôi cũng xin giới thiệu thêm thành viên đang ngồi trên bàn đây là anh Nguyễn Trung Kết, quản lý về tài chính đó quý vị. Kế toán thủ quỹ là ảnh quản lý hết. Anh cũng có trình độ cũng khá cao. Là trưởng ban xây dựng đó. Cũng là trưởng ban xây dựng của chùa này đó quý vị. Cho nhìn thấy mặt chút coi. Trẻ. Đẹp còn trai. Trẻ đẹp trai mà sao tóc bạc hết rồi nè. Tại lo nghĩ nhiều thôi. Rồi chào anh. Chúng tôi đi thẳng vào phía bên trong, đó là nơi đây là nhà bếp đó quý vị. Lúc bình thường thì ít người nhưng mà nó ngày lễ hội rồi thì nó đông. Bữa nay thì ngày thường nên các vị tiếp ở đây cũng không có đông. Rồi nghe nói thì các chị các cô trong ban hậu cần cũng rất là đông, mà tại ngày thường mấy cô mấy chị không có tới. Thì hiện tại tôi thấy cái ông này là cũng thành viên của ban trị sự xã Hiệp Sơn, ổng đứng bếp rồi quý vị. Hôm nay ổng lên trưởng bếp rồi nè. Ổng đang chiên xào gì đó. Có cả những cái lò. Đây cũng một vị cũng đang tiếp nhà bếp làm các việc lặt vặt để chuẩn bị là đãi cho những cái khách hôm nay quý vị. Có bánh mì nè. Kính thưa quý vị, chúng tôi nhận thấy nhà vệ sinh cũng phía bên trong. Phần bờ kè. Bờ kè này chiều dài là 150 mét. Sở dĩ mà nó được xây dựng hoành tráng và kiên cố như vậy là cũng là cái duyên. Nhờ nhà nước, ủy ban nhân tỉnh cho trên dưới 135 cái trụ, phải nói chiều dài 12 mét rồi ngang là cái nó 3,5 tấc. Chính vì thế mà nó hỗ trợ được cái sự kiên cố và được xây dựng được cái bờ kè rất là kiên cố và đẹp đẽ. Rồi, mời quý vị tham quan nhé. Kính thưa quý vị, trong ngôi chùa phía sau là cũng là gần mấy sông quý vị, có hàng rào, lại có một cái ao sen, hình như này là bông súng hả? Súng màu. Như vậy là đây là ao bông súng, bông cũng khá đẹp quý vị. Nhiều màu hả? Nhiều màu, màu khác này nè. Ủa? Màu đỏ vậy là tới 2-3 màu quý vị ơi. Đây là màu xanh đỏ đây quý vị. Vậy là bung súng nhiều màu, tự động ra nhiều màu vậy đó hả? Hay mình ghép lại? Tự động ra luôn. Ồ quá hay. Kính thưa quý vị, dòm từ phía sau cặp bờ nhìn lên chùa, cảnh khá đẹp. Có cây bồ đề, có hoa kiển và chiếc hàng rào cặp ven bờ sông
phong cảnh rất hữu tình thanh tịnh, nhất là từ phía bên kia sông nhìn qua trông rất đẹp. Hiện tại đoàn của chúng tôi cũng nhận thấy có một cái cây bồ đề cũng khá lớn ở phía sau. Cũng có thêm một cây thứ hai nằm phía sau hội trường nữa quý vị. Đúng ra là trong sự xây dựng thì các bồ đề này muốn giữ lại cũng rất là khó, nhưng mà là hiện tại thì ban trị sự cũng đã giữ được. Thì mình tìm hỏi chút xíu nguyên nhân cây bồ đề này có được bao lâu rồi mà tồn tại tới nay. Kính mời anh Bạch Kết cho biết. Thì mình cũng xin được phép chia sẻ. Theo mình biết thì quý vị lớn tuổi đã kể lại thì hai cây bồ đề này có trên dưới cũng 70 năm. Do vậy mà khi xây dựng công trình đó, nhà thiết kế có nói là dướng cây bồ đề, nhưng mà thật ra là quý vị cổ là nói làm thế nào để chúng ta để giữ lại cây bồ đề, bởi vì nó là báu vật, phải nói cổ cũng hiếm có được. Chính vì thế mà mình cũng cố gắng khắc phục để lưu giữ lại hai cái bồ đề kỷ niệm. Để tạo thêm quang cảnh, nhân duyên hội ngộ tới thời điểm hình thành. Một hôm, anh họa sĩ Long Tứ cũng là thợ đã từng xây non thác cảnh quan. Anh ở xã Tân Hòa, Phú Tân, tỉnh An Giang, về thăm cảnh chùa cách đây 20 năm. Sau khi lễ bái và tham quan xong, anh chia sẻ. Quả thật, anh rất hoan hỷ và tâm đắc vô cùng. Anh có nhã ý thị nguyện xây dựng miễn phí non thác tạo thêm cảnh quan cho chùa. Ý kiến này đã được ban trị sự chấp thuận. Trong quá trình xây dựng, anh Nguyễn Trung Kết cho biết thêm. Kính thưa quý vị, đến cái phần non thác này thì mình cũng xin phép có đôi phút để chia sẻ về cái duyên của nó. Trước tiên là anh Long Tứ đây, anh là họa sĩ cũng là thợ chuyên xây về vấn đề non thác. Có dịp anh đã về thăm chùa, viếng chùa. Sau khi mà anh lễ bái và tham quan xong chùa, anh có tâm sự. Quả thật mình rất là hoan hỷ và tâm đắc vô cùng với cái lối kiến trúc và quan cảnh của chùa này. Và thêm nữa là anh có cái nhã ý là xin tình nguyện đăng ký miễn phí với ban tổ chức, nếu cho phép anh sẽ xây một cái non bộ để làm thêm cái cảnh quan ở chùa để lưu dấu lại một kỷ niệm gì đó trong đời mình. Thế rồi được ban tổ chức chấp nhận. Thì kế hoạch thực hiện sau 3 ngày sẽ bắt đầu thi công. Và suốt trong vòng 1 tháng thì công trình non bộ đã hoàn thành, đã đưa vào sử dụng. Thì lúc bây giờ thì nói chung là được hình thức thì được cái dòng nước ở trên 4 mặt chảy xuống theo bình thường trong cũng rất sinh động. Tuy nhiên có một hôm anh Long Tứ cũng ý kiến là mình để xin khối đá để mình tập trung về để mình trang trí thêm cái cảnh của non thác. Lúc bây giờ thì cũng được anh em đồng thuận. Thế rồi thì các khối được tập kết đem về
Rồi trước tiên là mình trang trí theo cái mô hình hình tháp bốn mặt, có nghĩa là thất lớn là nằm ở dưới, thất nhỏ nằm ở trên theo thứ tự. Và lúc bây giờ nước ở trên đổ xuống theo những cái dòng thác cùng tối đó là trông rất sinh động. Tuy nhiên một hôm mình mới có một cái ý tưởng phát sinh là nhìn những cái tối đó mình có ý nghĩa là làm sao tạo cho cái tối nó tự quay. Thì mình cũng chia sẻ với anh em, lúc bây giờ anh em cũng đồng thuận để làm thế nào. Thế rồi mình mới bàn với một cái anh thợ tên Dũng, cũng là thành viên của ban trị sự, anh có đủ điều kiện phương tiện máy móc để chế tác lên một cái bạc đạn. Thứ đến là phần mình và các anh em là chế tạo cải tạo lại cái hai mặt cối, nào là đục và khoan lỗ, cũng như mình tạo dòng nước. Sự thật là phải nói rằng dặn sự khởi đầu nan, qua thời gian ròng rã phải xuyên suốt ba ngày thì công việc của mình làm mới đem lại cái kết quả tương đối và đem ra thực nghiệm. Thì lúc bây giờ thì phải nói rằng đầu tiên là cối phải có sự trợ giúp mới quay, hoặc giả là quay rất chậm chạp thì đạch, rồi khi quay rồi khi nghỉ hay là gần nước phải nói rằng nó cũng không được như ý mình, mãi khắc phục và dần dần khắc phục, phải đầu tư khắc phục mãi cho đến ngày thứ tư, có nghĩa là cuối ngày thứ tư thì tất cả các anh tối này phải ngoan ngoãn ung dung tự quay một cách nhẹ nhàng viên mãn. Và sau khi mình nhìn những chiếc cối mà tự xây, trong đó có chiếc cối cổ của gia đình mình, phải nói là trên dưới là các trăm năm của ông cha mình để lại, thì mình có một cái suy nghĩ là phải nói là dường như là cái ít xưa đang sống lại, ít xưa sống lại. Mình nhìn những chiếc cối đá xây, trong đó có cối của mình màu xanh đó, đá đó là đá màu xanh, phải nói là đá cổ, đá của ông cha mình truyền lại cách đây trên dưới là 100 năm. Khi mình nhìn những cối đá này rồi gần như là cái ít xưa đã sống lại, bởi vì mình nhớ lại thở nào phải là theo dòng thời gian mình cùng bà nội mẹ và tất cả các chị trợ giúp nhau để xây cái cối này, để tạo ra những cái sản phẩm làm bánh, tất cả các loại bánh trong cái dân gian vào lúc thời bấy giờ. Mình khi mà nhìn qua cách trang trí và những cái chiếc cối được trang trí ở bài, mình có một cái cảm nghĩ. Thật ra cối đá không chỉ riêng là nghịch vô ti, vô giác, mà nó còn mang một cái ý nghĩa triết lý tốt đẹp và tính nhân văn của người Việt Nam thời bấy giờ. Kính thưa quý vị, ngôi chùa Hiệp Hòa Tự Phật Giáo Hòa Hảo giờ đây hình thành rất trang nghiêm. Trong tâm thức người tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo nói riêng, nói chung người Việt Nam, chùa là nơi tĩnh lặng, thiêng liêng, mọi người đến nương nhờ Đức Phật để tìm chút bình an trong cuộc sống, tìm hiểu lời Phật dạy, trao sửa thân tâm. Chữ tự hối nào ai có lạ, là ăn năn cải sửa tâm lành. Phật chẳng qua dụng chữ tích thành, chớ nào dụng hương đăng trà quả. Lời của Đức Thầy. Giờ đây để tìm hiểu thêm chi tiết thu chi xây dựng ngôi chùa Hiệp Hòa Tự, anh Nguyễn Trung Kết cho biết thêm. Tiếp theo về cái đơn vị thiết kế thì do công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn giám sát xây dựng là Lê Đức Mạnh ở thành phố Long Xuyên, rồi có coi như là anh thiết kế miễn phí về bản vẽ hả? Về vấn đề bản vẽ thiết kế cũng như giám sát luôn. Thì kế đến là cái phần tổng kết quyết toán thì
Thì công trình xây dựng thì nói chung là tổng thu là 9 tỷ 7 376 triệu, và tổng chi là 10 tỷ 220 triệu. Bây giờ là còn âm nợ là 844 triệu. Và phần âm nợ này thì cũng mong nhờ sự trợ giúp của quý bà con thường quân cũng như nhà hảo tâm với đồng đạo xa gần quan hỷ tiếp tục hỗ trợ cho công trình được hoàn thành viên mãn. Vào những ngày vía của Đức Phật, ngày rằm 2-30 đi chùa lễ Phật dân qua rất tốt. Không biết từ bao giờ, khi đời sống xã hội ngày càng được nâng cao, cuộc sống càng hiện đại, thì dường như con người lại hướng linh hồn mình gần hơn với Phật giáo, gần hơn với cửa chùa. Họ quy y, tìm thấy trong giáo lý có những điều phù hợp và ý thức mình trong cuộc sống, cuộc đời. Tìm thấy những điều Phật dạy gợi mở khiến tâm hồn tĩnh lặng và hướng thiện. Chùa cũng là nơi giảng cảnh, vì không gian và kiến trúc tôn giáo luôn luôn khởi thông dòng suy nghĩ, khiến cho cuộc sống chợt lặng lại. Chùa đã trở thành một không gian tâm linh đặc biệt để mọi người tìm đến như một cứu cánh cho cuộc sống của mình. Lâm sầu mộng ở trong trần thế, việc tu hành như ế chợ đốc, mãn lo danh lợi não nồng, chữ tu để già chớ hồng lật phai. Mặt tình ai dèm pha tai tiếng, sửa tâm lành như miếng hoa thơm, đến chừng hoa nở nhị đơm thì là trần thế mới hòm bẻ hoa. Lời của Đức Thầy. Kính thưa quý vị, suốt thời gian gần tròn 3 năm thi công xây dựng công trình chùa Hiền Hòa Tự đến nay đã hoàn thành viên mãn tốt đẹp. Tất cả mọi người đồng đạo đã đến đây tham quan với cái tinh thần phải nói quan hỷ, tự hào và phấn khởi. Đây là cái kết quả rất là khả thi, đáp ứng được cái lòng mong mỏi của quý vị mặt thường quân cũng như quý đồng đạo đã từ lâu đã trông đợi. Sở dĩ mà thành quả này hôm nay mà đạt được kết quả như thế này phải kể đến là cái nhờ sự trợ giúp của các cấp chính quyền cũng như ban trị sự trung ương luôn luôn lúc nào cũng đến để nhắc nhở và thăm hỏi ban xây dựng phải đoàn kết, rồi phải nhiệt tình, rồi phải tiết kiệm, hoặc giả là an toàn trong lao động. Hoặc giả là cộng thêm đó nữa là tất cả bà con xa gần cũng như mạnh thường quân trên dưới một lòng chung tay góp sức thì thành quả mới được như ngày hôm nay. Thì cũng xin thay mặt ban tổ chức cũng như ban xây dựng công trình xin chân thành cảm ơn quý vị đã trên dưới một lòng thành quả mới được ngày hôm nay, và cũng xin chân thành tha thiết mời gọi quý vị mạnh thường quân cũng như các nhà hảo tâm, cũng như đồng đạo xa gần tiếp tục quan hỷ trợ giúp thêm phần âm nợ còn lại để công trình được hoàn thành viên mãn. Trước khi dứt lời, cũng xin kính chúc toàn thể quý vị luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và vạn sự được an lành. Xin chân thành cảm tạ.
thưa quý vị thân mến, về việc xây dựng chùa, tổng thu là 9 tỷ 376 triệu đồng, tổng chi là 10 tỷ 220 triệu đồng, còn âm nợ là 844 triệu đồng. Thế nên cũng mong nhờ sự đóng góp của các mạnh thường quân gần xa hoan hỷ giúp cho chúng tôi trả hết chi phí còn lại, xin chân thành biết ơn. Cuối phiên chúng tôi cầu chúc cho quý vị thân tâm thường lạc, vạn sự kiết tường. Nam mô A Di Đà Phật.